chào quý vị và các bạn. Video này xin giới thiệu 7 mẫu xe máy huyền thoại của Honda. Hãng Honda có nhiều mẫu xe 2 và 3 bánh trở thành huyền thoại tại nhiều thị trường. Dưới đây là những model đã góp phần làm nên tên tuổi của họ. Honda C100 Cup, xe máy đầu tiên đạt doanh số 100 triệu chiếc. Dòng Cup viết tắt của chữ Chip Urban Pine, xe đô thị giá rẻ, ra đời năm 1958, đặt nền móng cho nền công nghiệp xe máy đô thị. Xe trang bị động cơ 4 thì xi lanh đơn, dung tích 49 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 4,5 mã lực tại vòng tua máy, 9.500 vòng phút, hộp số 3 cấp, khối lượng xe chỉ nặng 65 kg. Honda CB750 năm 1969, Superbike đầu tiên trên thế giới. CB750 đã giúp hãng xe Nhật Bản đưa ra thuật ngữ Superbike ra thế giới, sở hữu động cơ 736cc được làm mát bằng không khí, thiết kế đẹp và giá bán lên đến 100.000 bảng Anh, càng làm tăng độ sang trọng lẫn độ chịu chơi của người sở hữu nó. Honda ATC90 US90 năm 1972, xe của Jambon. Chiếc US90 xuất hiện đầu tiên trong tập phim Kim Cương Vĩnh Cửu và đã trở thành một hiện tượng. Sau một thời gian, chiếc xe được cải tiến độ tiện dụng là phương tiện dành cho người nông dân. Từ đó bắt đầu xuất hiện cái tên ATC90, nghĩa là xe chạy trên mọi địa hình. Honda CB400 Ford năm 1974, chiếc classic yêu thích của người Anh. Xe được Honda giới thiệu tại triển lãm mô tô năm 1974 với động cơ 408cc làm mát bằng không khí và thiết kế 4 đường ổng xả. CB400F được sản xuất từ năm 1975 đến năm 1977, có hơn 105.000 chiếc đã được bán ra. Honda Dart ST70 năm 1978, chiếc xe thành phố dòng ST Series hay còn gọi là Dart tại thị trường châu Âu, được sản xuất từ năm 1969 đến năm 1998. Honda Dart ST70 có động cơ 70 phân khối, mang dáng vẻ nhỏ nhắn của mini bike nhưng lại gây ấn tượng với sườn nằm ngang, ghi đông dạng gấp khúc và sử dụng côn tay. Hiện tại, Dart vẫn được nhiều người săn lùng để sưu tầm. Honda Z50R năm 1986, nhỏ gọn, nhẹ, tinh tế là những tình tứ có thể miêu tả về cách thiết kế của chiếc mini bike này. Z50R từng là biểu tượng của dòng xe đua mini của thập niên 90 cho đến khi bị thay thế bởi Honda XL50R vào năm 2000. Honda CBR900LR năm 1992, dòng xe thể thao chuyên nghiệp được Honda giới thiệu vào năm 1992 với cái tên Bright Blood ở một số quốc gia. Sự phát triển của thế hệ xe đầu tiên được dẫn dắt bởi Tadao Baba, cha đẻ của xe thể thao. Bright Blood mang khối động cơ mạnh mẽ, 893 phân khối, 4 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng. Trọng lượng khô của xe là 182 kg, nhẹ hơn bất cứ đối thủ nào cùng phân khúc thời đó.